Mới đây, một bệnh nhân được cấp cứu tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đang bị hôn mê sau ngừng tuần hoàn do uống phải cồn công nghiệp thay rượu. Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho một bệnh nhân sinh sống ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang bị ngộ độc methanol nặng do uống phải cồn sát trùng rởm thay rượu. Bệnh nhân được phát hiện trong tình trạng mất thị lực, đau đầu, được chuyển đến bệnh viện tỉnh Bắc Giang trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn, không còn phản xạ ánh sáng, da tái lạnh. Trên đường chuyển tuyến lên bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân ngừng tuần hoàn cấp cứu 30 phút có mạch đập trở lại, tình trạng bệnh nhân nặng. Thì lý do là hai ngày trước ấy, nếu thường thường ấy là cứ phải có rượu trong người, không có rượu là chân tay nó run ấy. Nên cho nên là hai ngày trước là em không có mua rượu cho uống, cho nên là chắc là ở nhà không có tiền ấy, không có được cần tiền, cho nên là nghĩ uống nhầm cái chai cồn. Cái chai cồn này là rất giống mấy cái chai cồn hiệu thuốc người ta để người ta trị vết thương. Cho nên là tôi cảnh báo mọi người là trước khi sử dụng là phải đọc hướng dẫn. Trong vài năm qua, tình hình ngộ độc methanol có xu hướng gia tăng. Bên cạnh nguyên nhân do người dân uống phải loại rượu không rõ nguồn gốc, còn do uống cồn y tế thay rượu, do nghiện rượu hoặc hiểu nhầm cồn y tế là an toàn và uống nhầm cồn công nghiệp. Theo ghi nhận của Trung tâm Chống độc, ngộ độc methanol nặng dẫn tới nhiều bệnh nhân đã tử vong. Nhiều người công nhân và chúng ta đã có những vụ nào rất là đáng tiếc. Vậy rõ ràng bản nguyên nhân đây đó chính là cái hóa chất cồn công nghiệp methanol mà nguồn gốc là chúng ta sản xuất lớn hoặc là chúng ta nhập khẩu hóa chất về, nhưng mà chúng ta quản lý chưa tốt dẫn tới cái hóa chất này được tuồn ra ngoài vào tay kẻ xấu, và những người kẻ xấu người ta đóng tại chai thành rượu dởm, đóng chai thành cồn sát trùng dởm, và thậm chí được bán ở các rất nhiều nơi, rồi bán ở cả ở hiệu thuốc nữa. Thế rồi cái nguyên liệu hóa chất cồn dởm ấy mà lại được bán cho các cái cơ sở xuất, thì mà nhiều công nhân lao động tiếp xúc phải thì mà không ai nói là cái loại cồn dởm chưa dùng cái thông đã gây ngộ độc cho nhiều người. Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo về tình trạng những loại cồn sát trùng không đạt tiêu chuẩn đang lưu hành trên thị trường. Việc sử dụng những loại cồn không đảm bảo an toàn, thậm chí dùng sai mục đích có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Bolivia Venezuela Ivan Hinpinto đang thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 6. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Hinpinto nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện với Venezuela. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là lãnh đạo cấp cao giữa hai nước, triển khai các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, sớm triển khai cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Liên Chính phủ nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác kinh tế. Hai nước cần tiếp tục tăng cường ủng hộ tham vấn lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, trao đổi thúc đẩy đàm phán và đi đến ký kết các văn kiện hợp tác về lãnh sự, thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số và không gian mạng, kết nghĩa địa phương và giao lưu nhân dân. Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng hai nước tích cực thúc đẩy trao đổi các đoàn doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương, tạo điều kiện cho các mặt hàng có thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác các cơ hội hợp tác, đầu tư cùng có lợi. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển tới Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro, lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm và cá nhân Thủ tướng Chính phủ, cùng lời mời Tổng thống đến thăm Việt Nam trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Bộ trưởng Ngoại giao Ivan Hinpinto trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn, chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Nicolas Maduro tới Thủ tướng Chính phủ, bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, chia sẻ sự ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu đổi mới to lớn trên mọi mặt trận của Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ Venezuela hết sức coi trọng vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ trên các kênh đảng, chính phủ, quốc hội và nhân dân hai nước. Bộ trưởng Ivan Hinpinto cũng đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả hội kiến với Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề cùng quan tâm, đề xuất các biện pháp cụ thể và thống nhất chương trình hợp tác song phương Việt Nam-Venezuela thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, xây dựng, nông nghiệp, dược phẩm. Bộ trưởng Ivan Hinpinto bày tỏ Venezuela trên cơ sở quan hệ chính trị tin cậy
sẵn sàng tạo thuận lợi về thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam để thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela cũng đã trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Nicolas Maduro tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lời chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp đảm nhiệm cương vị mới. Trước đó vào chiều cùng ngày tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Bolivia Venezuela Ivan Quimpito nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm được cho là sẽ góp phần làm sâu sắc hơn một quan hệ truyền thống gắn bó và đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela ông Ivan Quimpito bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo trong 40 năm qua, vai trò vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ gắn bó giữa Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela cầm quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam trong củng cố nền tảng quan hệ và tin cậy chính trị cấp cao, định hướng và phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Ivan Quimpito trân trọng nhờ đồng chí Lê Hoài Trung chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Tổng thống, Chủ tịch Đảng, Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Maduro và lãnh đạo cấp cao Venezuela đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hoan nghênh, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Venezuela, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống gắn bó và đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện với Venezuela, nhất trí hai bên tiếp tục mở rộng và tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội và về các vấn đề cùng quan tâm, đồng thời tích cực ủng hộ bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau trên các diễn đàn quốc tế và trong khuôn khổ phong trào không liên kết. Thưa quý vị, thảo luận tại tổ về dự án luật tư pháp người chưa thành niên, đa số các đại biểu nhất trí về tính cần thiết phải xây dựng dự án luật này nhằm hạn chế những bất cập trong việc xử lý người chưa thành niên phạm tội, với mục đích giúp người chưa thành niên phạm tội nhận ra lỗi lầm, cải thiện hành vi, lối sống, sớm tái hòa nhập cộng đồng. Dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên đã xây dựng các biện pháp xử lý chuyển hướng với nhiều quy định nhân văn và tiến bộ. Dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên bổ sung nguyên tắc khi áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng phải căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, khả năng giáo dục phục hồi của người chưa thành niên và sự an toàn của bị hại của cộng đồng. Không áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng nếu tại thời điểm xem xét mà người phạm tội đã đủ 18 tuổi. Xử lý chuyển hướng là thủ tục thay thế thủ tục tố tụng hình sự để xử lý người chưa thành niên phạm tội bằng các biện pháp giáo dục phòng ngừa mang tính xã hội. Có 12 biện pháp xử lý chuyển hướng như khiển trách, hạn chế khung giờ sinh hoạt đi lại, xin lỗi người bị hại, bồi thường thiệt hại, lao động công ích, giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, với biện pháp bồi thường thiệt hại, có ý kiến đề nghị cần xem xét lại để bảo đảm công bằng giữa những người phạm tội. Vụ án mà tất cả thành niên tham gia vi phạm, thế chúng ta chỉ có người có điều kiện, mà điều kiện không phải người thanh niên có tiền, có cái điều kiện kinh tế, mà cha mẹ người ta đứng ra, thì những thanh niên khác, vị thanh niên khác thì thế nào? Tức là cái tạo sự không công bằng trong cái việc này, cho đề nghị cân nhắc cái biện pháp chuyển hướng đối với bồi thường thiệt hại. Dự thảo quy định 3 cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đều được áp dụng biện pháp chuyển hướng với người chưa thành niên phạm tội khi thấy cần thiết. Tuy nhiên, một số đại biểu băn khoăn nếu không quy định chi tiết cụ thể về điều kiện áp dụng dễ dẫn đến khả năng quy định này bị lạm dụng. Nó ranh giới giữa tội phạm, tức là xử kia và một cái ranh giới là chuyển hướng, là câu chuyện rất lớn, báo cáo các đại biểu quốc hội. Mà nếu mà chúng ta không có quy định cụ thể chặt chẽ điều kiện mà chúng ta đây quy định là thấy cần thiết thì chúng ta áp dụng này là vô cùng nguy hiểm. Và tôi nghĩ đây là nguy cơ là chúng ta sẽ mất cán bộ trong việc thực thi pháp luật. Hiện nay quy luật hình sự rất chặt như vậy mà chúng ta còn có những vụ hình sự mà lại chuyển sang cái việc khác. Đã rất chặt trong bộ luật hình sự rồi mà đây chúng ta quy định sang áp dụng biện pháp chuyển hướng rất đơn giản như này thì vô cùng nguy hiểm. Đối với quy định tách vụ án hình sự ra trong dự thảo của Tòa án Nhân dân tối cao, khi thẩm tra Ủy ban Tư pháp không đồng ý với quan điểm này vì lo ngại người chưa thành niên phải trải qua nhiều phiên tòa. Song theo ý kiến của một số đại biểu, nếu không tách vụ án, thời hạn điều tra đối với các cháu phải theo người lớn. Điều này đặt các cháu vào tình trạng bị khởi tố tạm giam kéo dài.
Chiều nay, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài chính thức khánh thành phòng trưng bày không gian văn hóa Hồ Chí Minh với kiều bào và đưa vào hoạt động điểm hẹn kiều bào tại địa chỉ số 147 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Sự kiện chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 43 năm thành lập Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, thành phố định hướng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, điểm hẹn kiều bào, trở thành địa chỉ tin cậy để kiều bào gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, là cầu nối hỗ trợ người làm công tác kiều bào tìm hiểu, nghiên cứu và tuyên truyền, phổ biến văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh đến cộng đồng kiều bào trên toàn thế giới, hỗ trợ các hoạt động văn hóa và giáo dục của cộng đồng kiều bào, cũng như các hoạt động hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ vấn đề pháp lý cho kiều bào, là định hướng tổ chức các sự kiện, nơi sinh hoạt văn hóa, giao lưu nghệ thuật, gìn giữ tiếng Việt, giới thiệu, trưng bày sản phẩm hàng hóa kiều bào, các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh. Điểm hẹn kiều bào tạo cơ hội cho kiều bào gắn kết, tương tác và hợp tác với nhau, hình thành mạng lưới liên kết trí thức, doanh nhân kiều bào, góp phần phát huy nguồn lực kiều bào, đóng góp cho thành phố. Mới đây, tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho các em sinh viên đã có những cố gắng phấn đấu trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động phong trào xuất sắc. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được tỉnh Khánh Hòa đặc biệt chú trọng, trong đó phải kể đến các đối tượng là học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Đảng. Thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối rất là quan tâm, lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nói chung cũng như là phát triển đảng viên trong sinh viên học sinh nhằm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó thì tỷ lệ kết nạp đảng trong thanh niên thì đảm bảo ở tỷ lệ là 55%, đặc biệt là kết nạp đảng trong sinh viên học sinh đạt được những kết quả rất là tích cực. Thì trong những cái giải pháp của chúng tôi thì đó là thứ nhất là chúng ta phải nâng cao về nhận thức của các cấp ủy tổ chức đảng, đặc biệt là cấp ủy các trường học về cái ý nghĩa vai trò của công tác kết nạp đảng viên nói chung và đặc biệt là phải quan tâm đến công tác kết nạp đảng trong sinh viên học sinh. Bởi vì theo chúng tôi thì đội ngũ học sinh sinh viên không những chúng ta phải bồi dưỡng về tri thức cho các bạn mà chúng ta phải tăng cường công tác giáo dục về tư tưởng chính trị, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, cách mạng, cách trong sáng cho các bạn. Em nghĩ là bản thân mình phải cố gắng và phát triển bản thân nhiều hơn để được vinh dự, được đứng trong hàng ngũ của đảng và đó là điều để em cố gắng hàng ngày. Mặc dù còn nhiều khó khăn do học sinh sinh viên có độ tuổi còn rất trẻ, nên nhận thức về lý tưởng, đạo đức cách mạng, mục tiêu của Đảng còn nhiều hạn chế và chưa sâu sắc. Tuy nhiên, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa không ngừng tổ chức các hoạt động thi đua, lớp đảng viên làm theo lời Bác, giáo dục và nâng cao nhận thức của các em, đặc biệt là đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ lớp nhằm đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào hoạt động thêm một bệnh viện với quy mô là 1.500 tỷ đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng như giảm tình trạng quá tải tại nhiều bệnh viện trên địa bàn hiện nay. Bệnh viện Vạn Phúc City tọa lạc tại khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện có mức đầu tư giai đoạn đầu 1.500 tỷ đồng, quy mô 6 tầng với 350 giường bệnh. Trong giai đoạn đầu đưa vào hoạt động 170 giường cùng 14 chuyên khoa, tập trung vào một số khoa mũi nhọn như ngoại tổng quát, thần kinh cột sống, chấn thương chỉnh hình. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 128 bệnh viện đang hoạt động với tỷ lệ giường bệnh là 42 giường trên 10.000 dân. Thời gian qua, tình trạng quá tải bệnh nhân thường xuyên xảy ra và là áp lực lớn đối với ngành y tế. Bệnh viện Vạn Phúc City đưa vào hoạt động được kỳ vọng chia sẻ áp lực với hệ thống bệnh viện công, đồng thời góp phần cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lân cận. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt trạm cấp cứu vệ tinh 115 gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là trạm thứ 41, qua đó dần hoàn thiện mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện trên địa bàn thành phố. Trạm cấp cứu vệ tinh 115 thứ 41 được ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh ra mắt tại bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nơi có vị trí giao thông thuận tiện cạnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đội ngũ y tế dễ dàng nhanh chóng tiếp cận người bệnh được vận chuyển bằng đường hàng không. Qua đó rút ngắn thời gian cấp cứu và điều trị người bệnh bằng kỹ thuật chuyên sâu, giúp hạn chế tối đa các di chứng biến chứng về sau. Đặc biệt là một số bệnh nguy hiểm phổ biến như đột quỵ. Tham gia mạng lưới cấp cứu vệ tinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tăng cường lực lượng trực cấp cứu 24/24.
liên thông tiếp nhận thông tin từ trung tâm cấp cứu 115 thành phố và xuất phát cấp cứu chỉ sau 3 đến 5 phút. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra hội nghị lấy ý kiến đồng thuận về kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới phòng chống ung thư vùng Đông Nam Bộ. Đây là bước đi quan trọng thể hiện sự quyết tâm của khu vực này trong công tác phòng chống ung thư, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới phòng chống ung thư toàn diện tại khu vực Đông Nam Bộ. Kế hoạch này bao gồm việc thành lập các cơ sở y tế chuyên về chẩn đoán và điều trị ung thư, mở rộng mạng lưới bác sĩ và chuyên gia, triển khai các chương trình tuyên truyền, xây dựng chính sách hỗ trợ bệnh nhân về tài chính, tâm lý và phục hồi chức năng. Theo Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, bệnh viện tiếp nhận khoảng 23.000 ca ung thư mới, từ gần 783.300 lượt khám, trong đó 31,33% đến từ khu vực Đông Nam Bộ. Vì vậy, việc thiết lập và phát triển mạng lưới này là rất quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chẩn đoán và điều trị ung thư, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng. Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Y tế các tỉnh thành đã ký kết giao ước thi đua, cam kết hợp tác chặt chẽ trong việc thực hiện kế hoạch, hứa hẹn sẽ đem lại những thay đổi tích cực trong công tác phòng chống và điều trị ung thư của khu vực này. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Hà Nội có 12 thí sinh có vấn đề sức khỏe cần sự hỗ trợ đặc biệt. Với tiêu chí hỗ trợ tối đa cho các thí sinh, những điểm thi có các thí sinh đi thi trong hoàn cảnh đặc biệt đã chuẩn bị phương án hỗ trợ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em, từ phòng thi riêng cho đến đội ngũ hỗ trợ và nhân viên y tế chăm sóc. Kỳ thi năm nay, Hà Nội có 12 thí sinh có vấn đề về sức khỏe, cần sự hỗ trợ đặc biệt, trong đó có 9 thí sinh bị gãy tay, 2 em thiếu insulin, cần được tiêm truyền 24/24 và 1 thí sinh bị điếc bẩm sinh phải dùng máy trợ thính. Các điểm thi đều được hướng dẫn bố trí phòng thi riêng cho các em, đồng thời có phương án hỗ trợ tốt nhất giúp các em có thể tham gia kỳ thi một cách thuận lợi. Thì lúc đấy thì em có luyện qua tay trái mà viết nó hơi chậm với cả chữ cũng hơi xấu nên là phải nhờ các mọi người để viết bài cho em đầy đủ. Lúc em bị gãy tay thì em cũng hơi lo lắng vì do em không thể viết được lúc đấy nên em cũng hơi vừa đau vì gãy tay còn vừa lo sợ vì không thể viết được khi thi. Cảm ơn phòng giáo dục và đào tạo quận Hoàng Mai, cảm ơn ban giám hiệu nhà trường và cảm ơn trường thi tại Trung học cơ sở Trần Phú cùng toàn thể các thầy cô giáo và các ban ngành đã tạo điều kiện cho con có thêm một bạn để ngồi bên cạnh để viết ý. Thì đấy là một cái tính chất rất là nhân văn ạ. Tùy theo từng trường hợp, các điểm thi đều đã chủ động lên phương án và chuẩn bị các điều kiện đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của thí sinh cần được hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo quy chế thi minh bạch, an toàn và nghiêm túc. Ngoài đội ngũ giám thị coi thi, các phòng thi này đều được lắp đặt các thiết bị giám sát. Trường cũng chọn phòng mà có cái điều kiện, cái cơ sở vật chất tốt nhất, đó là có điều hòa, ánh sáng, đảm bảo một cách tối đa cho các con. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng đã phân công nhân viên là trực cổng bảo vệ và khi con gặp bất cứ những cái khó khăn gì thì báo cáo với điểm trường cũng như là và tôi là người trực tiếp đã liên hệ với phụ huynh và đón con ngay tại cổng trường vào cái ngày đầu tiên khi con bước chân đến điểm thi. Quán triệt tinh thần luôn đặt quyền lợi của học sinh lên trên hết, học sinh muốn thi, thầy cô tạo điều kiện hết sức. Các điểm thi sẽ làm mọi việc để thí sinh cảm thấy thoải mái, an toàn, làm bài thi với tinh thần tốt nhất. Tối ngày 7 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khai trương phố đi bộ trên đường Trần Quốc Toản. Đây là tuyến phố đi bộ thứ hai sau phố đi bộ Trung tâm Hòa Bình đã đi vào hoạt động từ lâu. Việc triển khai thí điểm tuyến phố đi bộ Trần Quốc Toản là sự kiện rất có ý nghĩa trong việc triển khai mô hình thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn, đồng thời góp phần tạo ra sản phẩm du lịch mới của xứ sở ngàn hoa. Không gian phố đi bộ ven hồ Xuân Hương có chiều dài 1,6 km từ nút giao Trần Quốc Toản, Đinh Tiên Hoàng đến vườn hoa thành phố. Đây là tuyến đường thơ mộng nhất tại trung tâm thành phố Đà Lạt, thích hợp để nhân dân và du khách tham quan, thưởng thức những loại nhạc cổ điển, các bản nhạc giao hưởng bên cạnh những sản phẩm du lịch truyền thống của thành phố. Không gian phố đi bộ hoạt động kết hợp cùng vườn hoa thành phố, thắng cảnh hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên, chợ đêm Đà Lạt,
tạo thành một chỉnh thể đồng bộ, phát huy các giá trị, tạo sự gắn kết giữa các không gian, đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn, du lịch văn hóa, mua sắm của nhân dân và du khách. Đặc biệt, sẽ góp phần thực hiện thành công mô hình thí điểm phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố. Kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng nay Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng đã tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề Hải Phòng với Trường Sa, Trường Sa với Hải Phòng. Hơn 200 tác phẩm xuất sắc nhất do 5 nghệ sĩ nhiếp ảnh của Câu lạc bộ Báo chí Hải Phòng trong chuyến đi thăm và làm việc tại các đảo, nhà giàn DK1 trên quần đảo Trường Sa tháng 4 vừa qua được trưng bày, giới thiệu nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân về tình cảm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng dành cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, đồng thời tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ca ngợi hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân. Hội Nhà báo mong muốn thời gian tới, các nghệ sĩ nhiếp ảnh có nhiều hoạt động hướng về biển đảo hơn nữa, tổ chức các đoàn đi thăm tới các đơn vị hải quân, sáng tác những hình ảnh đẹp về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của bộ đội hải quân. Nằm trong chuỗi chương trình Festival Cao Nguyên Trắng năm 2024, sáng nay vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã diễn ra sôi động hấp dẫn người xem. Tham dự vòng chung kết có 32 nài ngựa đến từ các bản làng vùng cao, các huyện Bắc Hà, Bát Sát, tỉnh Lào Cai và huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Đây cũng là những nài ngựa xuất sắc vượt qua vòng loại trước đó. Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà từ lâu đã được du khách yêu du lịch Bắc Hà biết đến. Những nài ngựa, vốn xuất thân là những người nông dân, những chú ngựa ngày thường cũng tham gia công việc ruộng nương, thầu hàng cùng người dân. Kết thúc vòng chung kết, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì cho đoàn vận động viên huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng được kỳ vọng góp phần kích cầu hoạt động du lịch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa Bắc Hà là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.